Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một sản phẩm mới, một chiếc lo liền công suất đến từ thương hiệu Mackey Thumgo, phiên bản mới nha. Dòng model này là sản xuất là dành cho du lịch này, rất là nhỏ gọn luôn. Có tay xách ở đây. Cái thiết kế của nó là cái thân của nó là bằng nhựa đúc nguyên khối nha. Con này là liền công suất nha mọi người. Nó có tích hợp pin lithium nha. Ở đây là sẽ có kết nối Bluetooth này, có kết nối được với lại mic không dây nè, mic trời nè, mic mà có tích hợp eco á, có thể cắm vào van số cũng được, liên qua một cái loa tiếp theo cũng được. Đặc biệt là nó sẽ liên thêm một chiếc loa kế bên và không cần dây, liên bằng Bluetooth nha. Con này thì có app chỉnh volume lớn nhỏ luôn, chỉnh bass chép luôn, app của chính hãng luôn. Thumgo này ở Mackey rất là chắc chắn nha mọi người, rất là đẹp. Volume main này, volume tổng này, còn volume này khi mình cắm tín hiệu vào, con số vào là mình sẽ chỉnh ở đây. Ở đây nó sẽ có set sẵn cho mình nè, music nè, speed nè, monitor nè, sub nè. Ví dụ mình có tích hợp sub á thì mình chuyển mode, chuyển chế độ á. Có chế độ outdoor này, có chế độ ưu tiên mic nè, chống hú nữa nè, đầy đủ hết chức năng nha. Mặt lưới phía trước thì rất là chắc chắn, rất là xịn nha mọi người. Hàng của Mackey nha, Mackey là thương hiệu của châu Âu nha. Design USA này, sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc, Made in China, hàng nhập khẩu chính hãng, COCV đầy đủ nha. Hiện tại thì mình đang link với lại cái laptop của mình đây. Này là 200W nha mọi người. Mặc dù là nó rất là nhỏ gọn thôi mà tiếng bass của nó rất là sâu nè. Mình đi du lịch mình có thể xách đi. Vừa có thể dùng pin được mà có thể dùng điện được luôn, cắm trực tiếp được luôn. Con này rất là chất lượng luôn. Mình test là mình thấy nó rất là ok trong các dòng sản phẩm hiện đại nha. Con này là hay hơn con Bose S1 luôn nha. Rất là hay luôn, hát rất là hay luôn. Anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm Mackey chính hãng này thì liên hệ mình nha. Hotline là 0933 591070 nha.